lắp nha mọi người nè. Đó là cái hộp của mình. Giờ mình sẽ lắp cái nòng nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái nòng. Đó là tất cả Lego của mình. Bữa nào tới sinh nhật mình sẽ mua cái súng nết và review cho mọi người xem. Giờ mình chỉ cần làm súng thôi nha mọi người. Mọi người nhớ một điều là nhớ làm súng. Đây, cái nòng sẽ bắn nha mọi người. Bum 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 bum. Rồi, cái nòng nhỏ đâu? Có ai chơi Free Fire thì mọi người có thể biết cái này là cái gì nha mọi người. Free Fire. Giờ mình sẽ lắp cái miếng này vô nha mọi người. Hai cái miếng này vô. Đó, xong rồi. Lắp cho hình dạng vậy nha. Mình sẽ để miếng này qua bên. Giờ mình sẽ tìm cái miếng thứ hai là nó đâu mất tiêu rồi. Ây da. Đây là cái miếng thứ hai để lắp nòng. Giờ mình sẽ lắp hai cái miếng này lại nha mọi người. Còn không thì mọi người muốn thì mọi người có thể lắp bên dưới đây. Ủa, cứng không lắp được. Đây lắp. Mọi người có thể lắp dưới đây. Mình sẽ tháo cái miếng bên trên này ra nha mọi người. Và đây là đã xong cái khẩu súng. Giờ tới lượt mình sẽ lắp vô chiếc xe của mình nha. Giờ mọi người muốn lắp trên đây để cho nó ngầu hay là lắp ở đâu? Lắp ở đây hay lắp đâu? Mọi người muốn lắp ở đâu? Một là lắp bên đây hay là súng. Ôi, xe này không có súng rồi mọi người. Buồn ghê luôn. Xin lỗi mọi người nha. Mình hơi thất cả giọng. Dạ, cái mình đủ qua như chưa không vậy đâu. Rồi. Rồi. Xong. Là mọi người, mình cho mình xem này buồn cười lắm nha. Mình dẹp khẩu súng này rồi. Nghe một cái tiếng tắt. Mọi người thấy không? Rắc. Xe ô tô 417. Đua thấy mặt rồi văng mặt luôn. Nếu như á mà người người Lego nè, mấy giờ thằng mẫu như vậy nè, mấy giờ cỡ edit giống gì nè, thì nếu như mọi người chơi thì nó sẽ bị văng ra. Khoan, nếu mọi người đẩy mạnh thì nó, thằng Lego nó sẽ bị văng ra. Mình sẽ cho một xe mình chặn hướng này đó, thì thằng Lego nó sẽ bị văng ra kiểu này. Em sẽ làm lại cho mình xem. Thôi. Ơi, vậy cũng được mọi người. Mọi người làm gì nãy thì hơi sơ ý thôi nha mọi người. Xin mọi người thông cảm. Dạo này mọi người mình thấy thống kê YouTube của mình thì hiện giờ chỉ có 5% là mọi người đăng ký. Còn 95% là mọi người chưa đăng ký nha. Đây, mình sẽ cho mọi người xem bên trong. Thì mọi người nhớ đăng ký cho mình nha. Tại vì hiện giờ mọi người không đăng ký cho mình thì làm sao mình ra những cái video chất lượng nhất mà giống như vậy hả? Thì mình chọc mọi người thôi. Thì có gì đâu, đúng không mọi? Thống kê YouTube là dễ đó mọi người. Thằng xuống.
rồi xong cái gì ở đây luôn nha mọi người. Nam sẽ lật cái miếng này lên thằng Lego, cái ngồi bọc cái chấm chết ơi chết. Nam sẽ chặn hướng này nha. Đó, một pha tóc biến vô cùng nặng. Tóc biến về. Trời, văng ngừng nữa là mình không sửa lại đâu mọi người. Đây nè, cái thằng Lego thì cái đầu nó chúa qua hướng này. Mình đẩy xuống thì mình đặn. Chúi. Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy dưới đất coi thì nó có thể chạy dưới đất hay không nha mọi người. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Ây da mọi người ơi, cái này nó chảy ở bên dưới tại vì cái đầu nó bị vướng. Ây, cái miếng này nó bị ép nè, giờ mình sẽ đẩy cái miếng. Ây chết, nó hằng quá. 1, 2, 3. Rồi, chạy không được rồi mọi người. Thả dốc không chạy được rồi. Và đây là cái thử nghiệm thứ hai nha mọi người. Giờ mình sẽ đẩy nó nha. Oh my god, cụ ghê quá mọi người. Mình đẩy nó không được. Ôi, vì thử nghiệm này là đã thất bại rồi nha mọi người. Cho nên cái miếng này mình đánh giá cho nó chỉ là 1 sao. Và bây giờ mình sẽ thử lại coi, mình sẽ cho nó một cơ hội cuối cùng. Thì nếu nó không chạy được thì nó sẽ được 1 sao. Rồi vậy là mấy cục này nè. Giờ mình sẽ tới mình thử chạy trên nền gạch này nha mọi người. Thì mình thử chạy trên nền gạch này. Thì chạy trên nền gạch thì theo như mình suy nghĩ thì chạy trên nền gạch nó được. Chứ mà nó mà chạy bên nền bên kia thì cỡ như là nó chạy không được rồi nha mọi người. Oh my god, vừa chạy sao bốc phét liền. Hay bốc đầu. Quá hay luôn mọi người. Trời ơi. Oh my god. Thì theo như mình nghĩ là vậy nha mọi người. Và mình sẽ vô nhà lại nha mọi người. Thôi, bye mọi người. Hẹn mọi người trong các video sau. Và đừng quên nhấn chuông, nhấn đăng ký. Cho mình một like, một share, một chia sẻ và một comment nha mọi người. Nếu mọi người muốn mình làm các video tiếp theo thì mình sẽ làm. Nhưng mà mọi người phải comment để cho mình biết nha mọi người. Đây là cái xe Lego của mình. Thôi, bye mọi người nha. Hẹn mọi người trong các clip tiếp theo. Bye.